có mua ít cà na thì về mình ngâm muối, ngâm với nước đường phèn chứ, quên. Đây thì cà na khi mà mua về á thì nó xanh như thế này ngon nè, xanh mà nó còn cứng nè. Bạn đừng có mua mà gọi mềm mềm quá nha, xanh mà còn cứng nè. Các bạn dùng dao, các bạn gọc cho mình mấy cái đường này, nó một đường nè, hai đường này đó, chúng ta gọc trái gọc là bốn, còn là bốn đi. Rồi đây nó còn là bốn hết như thế này. Sau khi gọc xong á thì mọi người bỏ cho mình một ít muối vô nha, mọi người ngâm. Rồi ngâm tầm qua đêm đi, là sáng mai chúng ta sẽ xả nha. Gần như đó được rồi, bỏ đi. Đó. Cái này thì mình sẽ ngâm với nước nha. Đó. Có thời gian thì các bạn ngâm bỏ tới sáng cũng được, còn không có thời gian thì cứ lại ngâm, mình nghĩ chắc 3 tiếng là chắc ok rồi. Cái này khi ngâm á, cái nhà mà nó thấm muối nhiều thì nó sẽ hơi vàng tí thôi. À, sau khi ngâm xong muối ngày mai á, mình sẽ vớt ra, mình sẽ xả cái 3-4 lần nước gì đó. Trong khi xả thì mình vừa xả mình vừa làm bóp nhẹ để nó ra mấy cái chua với chát. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng đường phèn chúng ta chế biến sau ha. Bây giờ mình sẽ đi ngâm, rồi bỏ nước vô, chắc ngập đây được rồi. Đó, cứ để nước gì mình ngâm thôi. Nhiều hơn. Cái này sao ngập không ta? Cái này nó nổi lên rồi. Nổi. Cái này nó nổi rồi. Thêm miếng gì cho cái này đi. Rồi, đây được rồi. Mình quậy cho muối nó tan ra. Rồi cứ thế mình ngâm thôi. Là để cho nó tới sáng luôn, từ điểm tới sáng rồi sáng mình sẽ làm. Đây nè, vậy là mình đã ngâm được tới sáng ngày hôm sau nha mọi người. Từ hôm qua là cỡ 6 giờ, 5-6 giờ chiều hả? 5-6 giờ tối, mình ngâm một phát cho tới ngày hôm nay luôn. Thì mọi người thấy nè, mềm. Là nó mềm là thứ nhất, thứ hai là một số trái nó thấm muối gì nữa, nó hơi vàng rồi đó không? Đó. Thì cái này phải ngâm vậy cho nó đỡ chua lại chát. Chứ mọi người xả nước ra mấy mọi người xả cho mình 3-4 nước gì nha, cho nó hết sạch cái muối. Rồi sau đó mình sẽ đem luộc. Đây, mình sẽ xả trước đi ha. Xả qua cái thau đó, xả vài nước luôn. Là một ký mà đổ ra thao bự nhìn nó cũng nhiêu trời. Hoa này là mình trả nước rồi mấy nước luôn. Có ai ăn bớt không mà hết. Tại mình thấy thao bự. Thao nó bự quá, nhìn nó ít. Đây, tiếp theo mình trả thêm một cái nữa. Thao nước nó quá bự nên mình nghĩ là mình sẽ dắt một thao này hoặc là thao nữa nó xong rồi. Thường thì thao nhỏ mình phải dắt 3-4 cái, còn thao kia quá bự. Ừ, thao đó như là hai thao rồi. Đó, bóp luôn. Vừa dắt vừa bóp luôn. Cho nó mềm nó ra mấy cái chua, cái chát. Thì bây giờ mình nước mình sôi rồi á, mình sẽ bỏ cà na vô nha. Cho cà na vô hết luôn. Đó, mình sẽ luộc sơ một chút. Luộc này coi nước nó sôi sôi lên là được rồi. Sau khi luộc xong thì mình sẽ vớt ra nha mọi người. Đó, cho nó sôi lên cái đi. Nè mọi người thấy không, là khi mà gặp nước sôi thì nó vàng liền luôn á. Nhưng mà mình sẽ đợi một chút cho nó nước nó sôi lên một cái, mình sẽ tắt mình vớt ra. Đó. Vàng đẹp quá ha. Ừ, vàng đẹp quá trời. Quá đẹp. Sôi lên là mình sẽ hút ra liền.
Mình bên đây mình chuẩn bị là một cái nồi để làm nước đường nha mọi người. Cái này thì mình sử dụng đường phèn, mọi người có thể sử dụng đường khác cũng được, nhưng mà bên đây mình chỉ hướng dẫn đường phèn thôi. Đây, thì sao chưa? Đây, thì mình vớt ra nha. Bên đó thì mình vớt ra. Bên đây thì mình chuẩn bị đường phèn, lát nữa mình nấu. Mình nấu cho nó tan được rồi hết, sau đó mình sẽ bỏ cana vô nha. Cho thơm nha. Đó đây cho nó hiển nước xuống. Bỏ cho nó rõ rõ nước xuống đi. Rồi bên đây mình sẽ nấu cái này là một chút nữa mình bỏ cái đó vô nữa là coi như là xong rồi. Đây, bác ăn luôn. Quá trời thơm đúng không trời? Thơm quá luôn. Đường này mình cũng nấu, mình để sôi lên nha, sôi lên mình bỏ cái ghiêu vô. Mình bỏ kia vô mình đợi cho nó sôi lên một dạo cái nữa. Sau đó mình tắt bếp, mình để cho nó nguội mình vớt ra, xong. Đó thì quy trình nó đơn giản gì thôi. Mà cái này ăn ăn vặt rất là ngon nha. Và dịch giả thì mọi người có thể mua ít về mọi người làm nha. Bây giờ thì đường phèn của mình nó nấu đã tan ra hết rồi ha. Mình sẽ bỏ cà na vô. Cà na màu rất là đẹp nha. Lát nữa nấu nó còn đẹp hơn nữa. Mua Phật. Nấu cho nó sôi lên một chạo đi. Đó, màu đẹp kia cho mọi người. Màu đẹp quá ha. Quá đẹp luôn á. Còn nấu đường cái đợi nó sẽ đẹp nữa. Đây mọi người thấy không, là nấu nước nó sôi lên bắt đầu nó hơi bung ra nè. Đó, cái này thì mình sẽ tắt bếp. Mình để cho nó cái hơi nóng nó đó. Tắt ha. Tắt đi. Đó, mình tắt bếp sau đó mình để nguội, sau đó mình kiếm một cái hũ nào to to mình bỏ vô. Bỏ cái vô, bỏ nước vô luôn. Dạ, mình thì bỏ vô đây. Bỏ vô đó cũng được, một cái cái này kêu gì là cái thố à. Ừ. Đó, cho nó nguội bỏ vô nha. Cho nó nguội rồi mới bỏ vô phải không? Để cho cái hơi nóng nó nấu chín cái phần còn lại luôn. 50 phút đi ha. Ừ, cho nó nguội nguội đi chứ rồi, chứ làm việc đi một chút rồi quay lại mình bỏ. Bây giờ nó nguội rồi mình sẽ múc ra nha mọi người. Cái này á, thì mọi người để nên ấy ra liền nha. Vì nó nguội quá nó sẽ bị dính lại với nhau nha. Dính đường. Dính đường lại với nhau nha. Tại mình đang nãy mình quá công chuyện mình không có lấy ra kịp. Này nó hơi rồi, nó hơi còn nóng không? Còn nóng. Rồi là nó hơi hơi nguội thôi đó. Mà nó muốn đặt cái đó, cái này nó nguội là nó dính kẹo luôn các bạn, khó khó múc ra lắm nha. Đây nè. Đó thì ngon ghê chưa. Còn nước đường á, khi múc xong nước đường các bạn cứ đổ thẳng vô luôn, không sao. Đó, mình đổ thẳng vô luôn. Nước đường keo nẹo. Để ở đây đi. Cho ngoài ăn thử. Đây nha mọi người. Đây là một cái thao mình làm được nè, ngâm nè. Nhìn rất là ngon đúng không? Đó, mình sẽ làm thử một miếng nha. Bạn phép bóc cái nha. Ngon cực kỳ luôn. Đường phèn nó ngọt thanh. Rồi cái gì nó hơi chua chua nhẹ của cái chiếc cà na. Ăn rất là ngon luôn. Mọi người có thể chấm muối nữa nha. Cái mình lấy mấy góc trên đầu thôi. Rồi lấy cái tầm chỉ vô. Cái này á mọi người đừng lấy lâu mọi người đảo lên á cho nó đều không
hoặc là mọi người xin lấy một miếng muối chấm ăn rất là ngon. Rồi lâu mọi người đảo lên thành miếng miếng chờ nó sẽ ngon với thấm. Rồi lâu mọi người đảo ra về cái mùi bỏ tủ lạnh đó, thì mình ăn thì mình lấy ra. Quá xuất sắc của mọi người, ngon dễ sợ. Đó. Màu nó rất là đẹp luôn, vàng 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 vàng, ngon ghê ha. Ngọt thanh, ngon quá, ngọt, rất dễ làm luôn. Dưới phần mô tả video mình có để lên mua cái này đó, thì các bạn có thể vào đó mua. Cái này mình mua khá là rẻ, chỉ có 27 ngàn một ký thôi, mình mới 30 thôi. Và cái này nữa, trái cây này nó rất là già. Dạ, nhìn đã chưa? Mọi người có thể chấm muối nè. Mấy trái bự ăn cực kỳ đã luôn.